mới qua phà xong nha các bạn. Giờ đang chạy ra hướng về Vĩ Thanh, từ Vĩnh về Vĩnh Lập ra hướng Vĩ Thanh.
bên trái là nhà máy đường Vị Thanh á, nhà máy này cũng lâu lắm rồi, lâu đời lắm rồi, không biết giờ còn hoạt động không biết nữa. Lâu quá mình không có đi đường này. Đó, các bạn thấy nhà máy đường không? Cao cao đó, bên góc trái. Bán sườn đường, bán ra thị trường cũng nhiều lắm nha các bạn. Mình thấy thương hiệu ở trên thị trường nhiều lắm. Casuco hả hè? Trái là cái kênh sáng Sà No đó các bạn, dọc theo kênh sáng Sà No đó, dài dài là tới thành phố Vị Thanh đằng kia luôn đó.
ghé mua ít bơ nha các bạn. Con Trăng gần gần Vị Thanh. Bơ quá trời bơ luôn. Quá trời bơ nhiều quá. Này con đường đi chơi gần tới Vị Thanh nha các bạn. Đó, trên trán Trà No đó các bạn. Đó, đường này là chạy thẳng là tới Vị Thanh, lên phố Vị Thanh đó. Mình đi qua lộ mình quay kinh sáng cho các bạn xem nha. Kinh sáng Trà No nổi tiếng lâu rồi mà. Không biết. Đây là cái bến đò các bạn, cái bến đò qua sông đó. Nó đò đang chạy qua sông các bạn. Đây. Trên sáng này lại là có công viên dài. Dài thiệt là dài luôn, công viên này dài mấy cây số á. Đó, ở đẳng là thành phố Vị Thanh đó các bạn. Cung rộng các bạn xem nha, đó thành phố Vị Thanh đó các bạn. Đó. Nuôi con sông Trà No cho các bạn xem nha. Ô trời mưa các bạn ơi, lâm găm các bạn. Ở đây và cái xà lan đi cũng nhiều lắm các bạn, xà lan cát. Đó. Tổng quan cho các bạn xem. Vợ mình đang mua đang lựa bơ bên lỗ các bạn. Đang mua bơ bên lỗ. Miếu cái gì nè. Xe chạy quá trời nhanh các bạn, đường này chạy quá trời chạy luôn, rồi lo cẩn thận mới được. Quá nhanh thôi. Thank you.